Em xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là Onkyo X7. Chức năng chính của dàn này là CD, MD, cassette, tất cả các chức năng đều hoạt động ok. Phía sau dàn có ngõ optical in, optical out, mình có thể kết nối với Max TV qua tín hiệu quang nha, hoặc dùng giải mã DAC không cần mồi. Rất là tiện để mình kết nối với TV thông minh đúng không? Khi mà mình giải mã thì chất âm nó sẽ hay giống như là mình nghe file lót nét gì đó. Và ngoài ra có hỗ trợ ngõ súp để mình kết nối với súp điện rời, tăng thêm âm trầm. Rất là nhiều ngõ in out để mình kết nối thiết bị ngoại vi, chẳng hạn như là điện thoại nè, TV, máy tính bảng, tất cả đều ok. Loa zin theo dàn Onkyo X7, công suất của loa là 140W trên cặp loa, tức là 70W một thùng. Chiều cao của loa là 28 cm nha. Chiều ngang của cả bộ dàn là 50 cm. Dàn này là dàn âm thanh nội địa Nhật, sử dụng điện 100V, nên các anh lưu ý đừng cắm nhầm 220. Cần mua cục đổi nguồn thì EB cho bên em, và sử dụng tốt cho phòng 20-25m². Dàn full chức năng, hình thức đẹp, mặt dàn là phi nhôm. Onkyo lúc nào cũng vậy, nghe nhạc vàng là khỏi chê đúng không? Tên tuổi thương hiệu đã quá quen thuộc với các anh. Bây giờ mình sẽ test nhạc qua CD trước, sau đó sẽ là những chức năng còn lại nha. Ngô kỳ thời, con kiến mới leo dây. Nam mô Di Bố Phụ, hữu duyên mà thiên lý ngộ. Nam mô Di Bố Phụ, gặp mặt nhau đây chốn này, họ hẹn thúy chung sắc son. Nam mô Di Bố Phà, Ngô kỳ thời vẫn nước giới cây đa. Em ơi anh vẫn chờ, hữu duyên mà thiên lý ngộ. Đôi chim số lòng ruộng xa anh gieo, dính vàng bìm bịp nó kêu nước lơ. Ra duyên anh cưới em, mẹ về nhà đang reo cả con ơi. Khoan khoan con sẽ về, để mai mình gieo đám mà. Nam mô Di Bố Phụ, gặp mặt nhau đây chốn này mà sợi chỉ tơ nó dằn. Ta yêu nhau thiết tha mà ngoài đồng em cây lúa ba trăm. Em ơi anh vẫn chờ, để em về thưa với mẹ. Khi ra duyên tính hẹn đợi năm sau, cánh đồng mình gặt hái xong thánh thương. Ra duyên anh MD nha, cái nào cần mua MD thì IBM. Đây là thân cá sấu rời, mình có thể sử dụng
dùng riêng lẻ hoặc kinh